Xin chào các bạn, hôm nay đã là 30 Tết rồi và chỉ còn vài giờ nữa thôi là bước sang năm mới. Trong không khí vui mừng ngày hôm nay, trước hết Trọng xin cảm ơn tất cả các cô, dì, chú, bác, anh chị em cùng toàn thể quý khách hàng trong năm vừa qua luôn luôn ủng hộ Trọng cũng như là thẩm mỹ viện Đức Trọng. Và Trọng xin chúc tất cả người thân, bạn bè cùng quý khách hàng một năm mới hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!